Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sue's Ben. Video hôm nay mình sẽ ăn tối ở nhà hàng Isatigi và mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Vâng, các bạn sẽ được xem thực đơn truyền thống của một nhà rượu táo ở xứ Baker. Rượu táo này như thế nào và tất nhiên thức ăn ra sao? Mình hy vọng các bạn sẽ thích. Nhà rượu táo Isatigi ở Tolosa, một trong những nhà rượu táo nổi tiếng ở tỉnh Gipuzkoa, xứ Baker, miền Bắc của đất nước Tây Ban Nha. Mọi người đang thử rượu táo. Chitora, món ăn đầu tiên. Đây là cái món ăn mà các bạn hay thấy ở trên video của mình trong những cái lễ hội truyền thống ở xứ Bắc. Mình sẽ đi thử rượu táo cùng mọi người. Trứng rán với cá tía rất là ngon, mời cả nhà. Mình lại tiếp tục đi thử rượu táo. Cá tía với ớt xanh. Wow, trông rất là ngon và hấp dẫn đúng không cả nhà? ¿Va bien? Sí, va bien. ¿Eh? Hola. ¿A dónde saludo? De Vietnam. ¿A Vietnam? Muy bien. Venga, a Ur. Ở những nhà rượu táo truyền thống, bằng cách hát lên tốt, người làm rượu táo sẽ mở từng thùng rượu táo. Mọi người ngừng ăn, bất cứ ai muốn đứng lên rời khỏi ghế và đi thử rượu táo. Tiếp theo là sườn nướng. Các bạn nhìn này, bên trong người ta nướng chỉ là tái hai bên mặt hai bên thôi, còn ở trong thì vẫn đỏ hoe như thế này nhưng mà rất là ngon nha cả nhà.
Saludos a Vietnam. Mọi người rất là thân thiện, giống như là người trong gia đình. Món ăn tráng miệng đặc trưng của những nhà rượu táo thường là phô mai Idisaban, mọc qua và những hạt óc chó. Điều thú vị nhất trong thực đơn của quán rượu táo để thưởng thức tốt nhất là nên đi cùng với nhóm bạn trong một bầu không khí thân thiện, và cuối cùng là đứng lên rời khỏi ghế và thử rượu với những người bạn ở những bàn đối diện và bàn tán xem thùng rượu táo nào là ngon nhất. Đơn quán rượu táo Isategi rất ngon và giá cả hợp lý, mọi người rất thân thiện và cởi mở. Đây là thực đơn quán rượu táo truyền thống ở xứ Bắc là như vậy á các bạn. Hy vọng các bạn có những phút giây thư giãn khi xem video này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video sau.